Tiểu sử diễn viên Kiều Trinh. Giai đoạn 1950 đến 1970 là thời kỳ sơ khai của nền nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn. Các hãng phim lớn nhất Sài Gòn khi đó có thể kể đến như Mỹ Vân, Tân Việt, Alpha và Việt Thanh. Trong thời kỳ này, nhiều bộ phim nổi tiếng đã ra đời, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt. Những bộ phim này không chỉ thể hiện sự đa dạng về thể loại, từ tình cảm, hành động đến xã hội, mà còn phản ánh sâu sắc đến đời sống, văn hóa và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, các diễn viên tên tuổi bắt đầu nổi lên, trong đó phải kể đến Kiều Trinh. Lúc bấy giờ, Kiều Trinh cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương được công chúng và giới truyền thông xưng tụng là tứ đại mỹ nhân Sài Gòn xưa, là những biểu tượng sắc đẹp và tài năng trong làng giải trí Việt Nam những năm thập niên 50 và 70. Kiều Trinh tên thật là Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 3 tháng 9 năm 1937 tại Hà Nội, là nữ diễn viên nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và từng tham gia trong một số phim của Hollywood, được biết đến không chỉ với tài năng diễn xuất mà còn với sự nghiệp kéo dài qua nhiều thập kỷ. Kiều Trinh lớn lên trong một gia đình nề nếp tại Hà Nội. Sau khi di cư vào năm 1954, bà bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu và sau đó là diễn viên. Với nhan sắc thanh tú và tài năng diễn xuất thiên bẩm, Kiều Trinh nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của điện ảnh miền Nam Việt Nam. Kiều Trinh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Bà đã tham gia vào nhiều bộ phim đình đám như Hồi Chuông Thiên Mụ năm 1957, Mưa Rừng năm 1962, Người Tình Không Chân Dung năm 1971, Chiếc Bóng Bên Đường năm 1973 và Bão Tình năm 1972. Vai diễn của bà thường là những nhân vật phụ nữ mạnh mẽ, có chiều sâu tâm lý và đầy cảm xúc. Với một gương mặt thánh thiện, thần thái sang trọng, quý phái, hiếm có cùng cách nhập vai bình dị, sâu sắc và vốn tiếng Anh lưu loát, Kiều Trinh có lợi thế hơn các bạn diễn khi các đoàn phim nước ngoài cần diễn viên bản xứ. Năm 1968, Kiều Trinh đóng phim Chuyện Năm Dần do Mỹ sản xuất với nam tài tử nổi tiếng Marshall Thompson cùng một số diễn viên khác như Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Long, Nam Châu, Kiều Hạnh. Năm 1971, vượt qua nhiều người đẹp điện ảnh của Ấn Độ, Kiều Trinh đã giành được vai công chúa Kama Surya trong bộ phim Inside Out. Vai diễn này đã từng được bàn tán như một hiện tượng giải trí tại Ấn Độ lúc bấy giờ, vì người vào vai công chúa không phải là diễn viên bản xứ. Vinh quang đã đưa Kiều Trinh đi đến nhiều liên hoan phim thế giới như Tây Đức, Ấn Độ, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Năm 1973, Kiều Trinh đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Đại hội Điện ảnh Á Châu tại Đài Bắc. Ngoài tài năng diễn xuất, Kiều Trinh còn là nhà sản xuất phim rất năng động. Trước năm 1975, Kiều Trinh thành lập hãng phim mang tên Giao Chỉ Phim tại Sài Gòn, sản xuất nhiều phim được đầu tư kinh phí cao và đoạt nhiều giải. Thế nhưng, khi đang ở trên đỉnh vinh quang, Kiều Trinh bất ngờ gặp biến cố rồi cùng gia đình chuyển sang Canada sinh sống. Tại đất nước xa lạ, người phụ nữ hồng nhan này đã phải làm việc cực khổ trong các trại lao động. Có đôi lúc việc làm duy nhất bà kiếm được là đi dọn phân gà hoặc nhân viên vệ sinh để kiếm vài đồng trang trải cuộc sống. Năm 1975, bà được bảo lãnh qua Mỹ. Đó cũng là thời điểm Kiều Trinh quyết định quay trở lại với điện ảnh, dù phải bắt đầu từ con số 0. Chỉ một năm sau khi sang Mỹ, bà nhận được vai chính trong series phim truyền hình nổi tiếng ở Mỹ thời bấy giờ. Sau đó, hình ảnh Kiều Trinh liên tục xuất hiện trong các phim điện ảnh và truyền hình và có cơ hội diễn xuất cùng những tài tử của Hollywood. Đặc biệt với vai diễn trong bộ phim The Joy Luck Lắp năm 1993, Kiều Trinh là diễn viên gốc Á duy nhất có tên trong danh sách 50 diễn viên làm khán giả rơi lệ nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh. Đặt chân đến đất Mỹ vào năm 38 tuổi, những tưởng Kiều Trinh đã bước qua dốc bên kia sự nghiệp, nhưng bà lại rất có duyên với Hollywood, dần dần trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên thành công ở mảnh đất khắc nghiệt bậc nhất ngành điện ảnh thế giới.
trong suốt sự nghiệp của mình. Không chỉ được các đạo diễn ưu ái, Kiều Trinh đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá. Bà đã được vinh danh tại Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương và được trao tặng giải thưởng Lifetime Achievement Award của Hội đồng Quốc gia về Điện ảnh Việt Nam. Năm 2015, bà được vinh danh tại lễ trao giải Golden Lotus Award ở California, Mỹ. Kiều Trinh còn liên tiếp giành nhiều giải danh giá. Năm 1996, bà nhận giải Emmy cho phim tài liệu Kiều Trinh, A Journey Home của đạo diễn Patrick Peret khí tượng Thủy Văn. Năm 2003, Kiều Trinh được trao giải thành tựu suốt đời Lifetime Achievement Award. Cũng trong năm 2003, tại Liên hoan phim phụ nữ Women Film Festival ở Torino, Ý, Kiều Trinh được trao giải diễn xuất đặc biệt Special Acting Award. Cho đến hiện tại, Kiều Trinh là diễn viên Việt Nam đầu tiên và cũng là duy nhất đạt được những thành tích đáng nể này tại Hollywood. Ngoài vai trò diễn xuất, bà còn tham gia làm cố vấn cho các hãng phim của Mỹ khi thực hiện các bộ phim về đề tài Việt Nam, đồng thời là diễn giả nhà nghề của GTN, Greater Talent Network. Bà thường xuyên đi nói chuyện ở các trường đại học, các hội phụ nữ về các đề tài như khác biệt văn hóa giữa Âu và Á, người phụ nữ hiện đại, diễn viên gốc Á làm việc ở Hollywood, hoặc kể về chính cuộc đời Kiều Trinh. Những nơi muốn mời bà xuất hiện phải đặt lịch trước nhiều tháng hoặc thậm chí cả năm. Hiện tại, ở tuổi U90, Kiều Trinh vẫn đang sinh sống ở Mỹ, thỉnh thoảng bà mới về thăm quê hương. Ngày đầu tiên trở lại sau 41 năm lưu lạc là năm 1995, là để khánh thành một ngôi trường tại Quảng Trị. Bà xúc động đến rơi nước mắt khi được nhìn lại những hình ảnh quen thuộc. Không những thế, bà còn cùng một số người bạn thành lập quỹ VCF, Quỹ Trẻ Em Việt Nam. Sau hơn 20 năm hoạt động, đến nay quỹ từ thiện của bà đã xây dựng được 50 ngôi trường ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Trong khi nhiều người hâm mộ vẫn nhớ về bà với vai diễn để đời trong Hồi Chuông Thiên Mụ, thì với các hậu bối trong nghề, Kiều Trinh chính là huyền thoại một thời của làng điện ảnh. Về nghệ thuật, hồi tháng 3 năm 2021 tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, nữ diễn viên điện ảnh Kiều Trinh đã vinh dự được nhận giải thành tựu trọn đời do Ban tổ chức Liên hoan phim Thế giới châu Á trao tặng. Kiều Trinh không chỉ là một biểu tượng của điện ảnh Việt Nam, mà còn là một đại diện xuất sắc của người Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Bà đã vượt qua nhiều thử thách trong cuộc đời và sự nghiệp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Bà lấy chồng năm 17 tuổi và có tất cả 3 người con. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!